Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu tác phẩm Thuốc của nhà văn Lộ Tấn. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung. Trong phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về vài nét xã hội và văn học Trung Quốc nửa sau thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Đây là một giai đoạn Trung Quốc có nhiều biến động. Cụ thể, thời gian từ năm 1840, tức là thời điểm chiến tranh thúc viện, cho đến năm 1919, thì đất nước Trung Quốc gắn với giai đoạn văn học cận đại và vấn đề cải cách văn học, cũng như sự đóng góp của một số nhà cải cách như Hoàng, Tôn Hiến, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu đã làm cho không chỉ văn học mà cả tình hình xã hội Trung Quốc cũng xảy ra nhiều thay đổi. Tiếp đấy, thì thời gian từ năm 1919 cho đến năm 1949 thì văn học hiện đại bắt đầu ra đời, và ở đây là sự ra đời của các tổ chức văn học cách mạng, sự phát triển của các thể loại như là thơ, kịch, tiểu thuyết và sự xuất hiện của các nhà văn tiêu biểu Lỗ Tấn, Cách Mạc Nhược hay là nhà văn Tào Ngu, Lôi Vũ đã làm cho nền văn học Trung Quốc có một sự biến động lớn. Và ở đây chúng ta không thể không nhắc tới tác giả Lỗ Tấn. Tác giả Lỗ Tấn là nhà văn đã viết nhiều tác phẩm ấn tượng trong giai đoạn này. Ông sinh năm 1881, mất năm 1936. Ở đây chúng ta cùng đọc lại sách giáo khoa, kể tên các nghề nghiệp mà Lỗ Tấn đã trải qua và giải thích rõ tại sao ông bỏ ngành y sang nghề văn. Đọc sách giáo khoa chúng ta thấy có một số nét chính về ông để giải thích cho câu hỏi trên như sau. Lỗ Tấn sinh trưởng trong một gia đình sĩ phu phong kiến họ Chu, và tên thật của ông là Chu Thụ Nhân. Ngay từ tuổi nhỏ, Lỗ Tấn đã được học hành liên tục và đầy đủ. Ông tỏ ra là một học trò không chỉ hiếu học mà còn rất thông minh, có đầu óc độc lập. Thế nhưng, năm 13 tuổi thì gia đình ông sa sút, và điều này đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong quãng đời của ông. Trong tựa của Tập Gào Thét thì ông đã viết: "Có ai từ con một gia đình khá giả rơi vào cảnh khốn khó không? Tôi cho rằng qua cái cầu ấy, đại khái có thể thấy được bộ mặt thật của người đời." Trong thời thơ ấu, Lỗ Tấn cũng đã học được rất nhiều điều quý giá từ sự giáo dục bên ngoài trường học và kinh sách. Ở đó thì có hình ảnh công sức của bà nội ông, của U già, của mẹ và hình ảnh của cả thôn An Kiều. Năm 1898, ông 17 tuổi, và do những biến cố lớn trong lịch sử cũng như trong hoàn cảnh riêng, Lỗ Tấn đã rời quê hương lên Nam Kinh học. Năm 1899, Lỗ Tấn thi vào trường Khoáng Lộ Học Đường, một trường học có ông hiệu trưởng là người có tư tưởng Duy Tân. Năm 1902, 20 tuổi, vì thi đỗ xuất sắc, Lỗ Tấn đã được cử sang Nhật Bản du học. Mới sang Nhật thì Lỗ Tấn đã vào trường dự bị Tokyo để học tiếng. Và sau khi học tiếng thì Lỗ Tấn đã vào học trường Y ở Tiên Xài, một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Năm 1906, sau 2 năm học, Lỗ Tấn đột ngột rời khỏi trường để chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác, đó là văn nghệ. Bởi vì sao? Bởi vì ông quan niệm một quốc dân ngu muội và đớn hèn thì cho dù cơ thể có to lớn đến mấy, khỏe mạnh đến mấy, cũng chỉ có thể là một vật thị chúng, và những kỳ đi xem thị chúng hoàn toàn vô nghĩa mà thôi. Và ông đã từng viết: "Theo tôi, hồi đó, muốn biến đổi tinh thần họ, không gì bằng dùng văn nghệ. Thế là tôi định đề xướng phong trào văn nghệ." Như vậy, ta thấy Lỗ Tấn là một người trí thức, yêu nước, và ông cũng là người có những quan điểm rất tiến bộ. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh Lỗ Tấn cùng với gia đình, vợ con. Đồng thời, hình ảnh ông chụp cùng với rất nhiều bạn bè. Về sự nghiệp, chúng ta thấy ông đã có quan điểm và mục đích sáng tác riêng. Cụ thể, ông dùng ngòi bút của mình để phanh phui các căn bệnh tinh thần của quốc dân, lưu ý mọi người tìm phương thuốc chạy chữa. Ở đây, Lỗ Tấn cũng là nhà văn được Bác Hồ hết sức kính yêu và tìm đọc từ thời nhỏ. Ông được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1981. Tác phẩm chính ông để lại là A Quy Chính Truyện, các tập Gào Thét, Bàng Hoàng, Chuyện Cũ Viết Theo Lối Mới, Nấm Mồ, Cỏ Dại. Đây là bìa
cuốn truyện A Quy Chính Truyện và bìa tác phẩm có dại. Đây là bìa một số cuốn sách của ông, ví dụ truyện ngắn Lộ Tấn, A Quy Chính Truyện hay là Lộ Tấn Truyện Ngắn. Phong cách nổi bật của ông chính là sắc lạnh, tỉnh táo, song, chịu nặng, suy tư. Phong cách viết văn của ông như phích nước, trong nóng, ngoài lạnh. Đây là phong cách rất giống với nhà văn Nam Cao. Tiếp theo, chúng ta đi vào tìm hiểu truyện ngắn Thuốc. Hoàn cảnh của tác phẩm này rất đặc biệt. Thuốc được viết năm 1919, đúng vào lúc cuộc vận động ngũ tứ bùng nổ, thời kỳ Trung Hoa bị các đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật xâu xé, xã hội Trung Hoa biến thành xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa, nhưng nhân dân lại an phận, chịu nhục. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu xuất xứ của tác phẩm. Truyện ngắn Thuốc được đăng lần đầu năm 1919 trên các tạp chí Tân Thanh Niên. Về sau, tác phẩm được in chung trong tập Gào Thét, xuất bản năm 1923. Sau được nhà xuất bản Hà Nội in trong tập Lộ Tấn Truyện Ngắn Tuyển Tập năm 1971. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu mục đích sáng tác của tác phẩm này. Lộ Tấn viết truyện ngắn Thuốc với rất nhiều mục đích. Thứ nhất, ông tỏ lòng tôn kính với những người bạn đồng hương cùng chí hướng. Thứ hai, ông rút ra những bài học chua xót cho thế hệ mai sau trong khi làm cách mạng. Và thứ ba, ông bộc lộ niềm hy vọng máu của các liệt sĩ sẽ không bị lãng quên. Từ đây chúng ta thử suy nghĩ câu hỏi: ý nghĩa tựa đề Thuốc nghĩa là gì? Tựa đề Thuốc ở đây có một ý nghĩa lớn. Nó có nhiều lớp nghĩa, mà đầu tiên thì lớp nghĩa ta thấy chính là nhà văn vạch trần sự mê muội lạc hậu của quần chúng khi tin rằng ăn bánh bao, tẩm máu người mà đây là người tử tù thì sẽ khỏi bệnh lao. Ý nghĩa thứ hai, tác giả cho rằng Thuốc ở đây chính là một thứ thuốc độc giết người. Và thứ ba, ông đề ra một suy nghĩ phải tìm một thứ thuốc để chữa bệnh tinh thần. Bệnh tinh thần đó là sự lạc hậu về mặt chính trị của quần chúng. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào tóm tắt cốt truyện. Chuyện kể về vợ chồng ông bà Hoa Thuyên, chủ quán trà, có con trai bị ho lao, một trong những căn bệnh lan y thời đó. Nhờ người giúp, lão Hoa Thuyên đã tìm tới cai ngục mua bánh bao chấm máu của người tù tù mang về cho con ăn vì cho rằng như thế nó sẽ khỏi bệnh. Đúng lúc thằng con ăn bánh thì người khách xuất hiện ở quán trà. Sau đó họ cùng bàn tán về người tù tù vừa bị chém sáng nay. Anh ta là Hạ Du, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, đã hiên ngang tuyên truyền cách mạng trước khi bị tử hình. Nhưng không ai hiểu gì về anh cả, họ còn cho anh là điên và làm giặc. Bé Thuyên ăn xong bánh bao tẩm máu người tử tù thì chết, và mộ bé Thuyên chôn gần với mộ Hạ Du. Năm sau, vào tiết Thanh Minh, mẹ Hạ Du và bà Hoa Thuyên đến nghĩa trang viếng mộ con. Hai bà mẹ đau khổ đã có sự đồng cảm với nhau. Và họ đều ngạc nhiên khi thấy trên mộ Hạ Du có vòng hoa. Bà mẹ Hạ Du lẩm bẩm: thế này là như thế nào nhỉ? Từ đây chúng ta sẽ đi vào đọc hiểu văn bản. Văn bản có thể chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là đoạn số 1, đêm thu gần sáng, lão Hoa đi mua thuốc chữa bệnh cho con. Đoạn thứ hai, cảnh vợ chồng lão Hoa cho con uống thuốc. Đoạn số 3, cuộc bàn luận trong quán trà vợ chồng lão Hoa về phương thuốc chữa bệnh. Và đoạn 4 là cảnh một buổi sáng mùa xuân ở nghĩa địa. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết. Thứ nhất, việc chữa bệnh cho con của hai vợ chồng chủ quán Hoa Thuyên. Căn bệnh cần chữa trị ở đây là bệnh lao phổi của cậu bé Thuyên. Và phương thuốc chữa bệnh thì họ đã chọn lấy phương thuốc là lấy bánh bao tẩm máu người tử tù bị chết chém. Tiếp phần thứ ba, mục đích của việc chữa trị là để cho căn bệnh mau lành. Thế nhưng kết cục, lối chữa bệnh này đã nhanh chóng đưa con bệnh ra ngoài nghĩa địa. Ở trong phần này chúng ta thấy có một hình tượng gây cho chúng ta ấn tượng, đấy là hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người. Khi ở pháp trường thì chiếc bánh bao làm bằng bột mì ấy đã được nhuốm máu đỏ tươi, máu còn nhỏ từng giọt bọc trong một tờ giấy trao đèn bẩn thỉu.
Khi mang về nhà thì được ông bà Hoa Thiên lấy lá sen bọc lại, nâng niu dúi vào bếp, và cái mùi thơm quái lạ tràn ngập cả quán trà. Khi thằng bé ăn thì trông nó đen thui, bẻ đôi ra có một làn hơi trắng bốc ra, ăn vào bụng mùi vị thế nào thì cũng đã quên rồi. Chiếc bánh bao rõ ràng được miêu tả rất cụ thể, tạo cho người đọc một cảm giác ghê rợn. Ở đây, chúng ta lại cùng suy nghĩ. Tại sao người chết ấy không phải là người tử tù phạm tội về kinh tế, hình sự mà lại là người cách mạng? Rõ ràng là chọn yếu tố này, tác giả cũng đã có ẩn ý. Nếu mà nhân vật Hạ Du là cái người bị chết chém để lấy máu tẩm lên chiếc bánh bao chỉ là một người tử tù hình sự, thì cái chết của bé Thuyên chỉ là sự phê phán lối chữa bệnh phản khoa học. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy Hạ Du là người tù chính trị, là người mà có tầm tư tưởng cao, muốn có khát vọng giải phóng cho đất nước, thì tầm tư tưởng của tác phẩm đã được nâng cao. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người là sự rốt nát của quần chúng, không phải chỉ về mặt khoa học đâu, mà còn là sự lạc hậu về mặt chính trị. Sự lạc hậu ấy cũng đủ để giết chết những người dân. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu thái độ tâm trạng của ông bà Hoa Thuyên. Từ lúc mà đi mua thì họ đều hồi hộp đến mức không ngủ được. Ông Hoa thì cảm thấy sảng khoái như bỗng dưng mình trở lại khi mua được chiếc bánh, và ông để hết tinh thần vào cái bánh như nâng niu đứa con trong gia đình. Đến khi mà mang về chế biến cho con ăn thì tỏ ra đầy vẻ bí mật, tin tưởng, hy vọng, như muốn rót vào người con một cái gì đó, đồng thời cũng muốn lấy ra một cái gì đó, khẳng định hai lần sẽ khỏi ngay. Nhưng kết quả thằng Thuyên vẫn chết và phải chết. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, qua cách chữa bệnh này, Lộ Tấn đã phê phán sự mê tín, dị đoan, thiếu hiểu biết, phản khoa học của quần chúng nhân dân, đồng thời ông cũng vạch rõ dã tâm của bọn Đao Phủ và máu người. Từ đấy chúng ta tìm hiểu nhân vật thứ hai, đó là nhân vật Hạ Du. Đây là nhân vật biểu tượng cho người chiến sĩ cách mạng. Hạ Du là con trai bà Tứ nhà nghèo. Anh giác mộ cách mạng từ sớm, dũng cảm hiên ngang, dám tuyên truyền cách mạng ngay trong ngục tù. Tuy nhiên thì anh cũng là một con người mà nhận thấy sự u mê của quần chúng nhưng không làm gì được. Khi mà anh thấy sự u mê ấy thì anh chỉ biết lẩm bẩm thật đáng thương. Rồi Hạ Du bị xử chém, rồi bị nhà lão Hoa Thuyên mua máu để chữa bệnh lao cho con. Như vậy thì rõ ràng Hạ Du là con người làm cách mạng như số phận thật đáng thương và bi thảm. Nguyên mẫu của Hạ Du ngoài đời chính là nữ liệt sĩ Thu Cận, người đồng hương với tác giả, hy sinh tại quê nhà năm 1907. Lý tưởng của Hạ Du là giành lại nước Trung Hoa cho người Trung Hoa, nhưng không ai hiểu nổi. Và trong nhận thức của mọi người thì Hạ Du là một người điên, là một người làm giặc. Như vậy, Hạ Du hiện lên là con người hiên ngang, xả thân cho nghĩa lớn nhưng cuộc đời vô cùng tội nghiệp. Và đặc biệt anh ta rất cô đơn, không ai hiểu được những việc anh ta đã làm. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu hai nhân vật quan trọng ở trong tác phẩm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến tìm hiểu đến nhân vật quần chúng. Đây là những người dân được đánh giá là u mê và đớn hèn. Đầu tiên là nhân vật mẹ Hạ Du. Mẹ Hạ Du thì không hiểu được đứa con của mình, chỉ biết kêu khóc là oan thôi. Cụ ba, người trong họ với Hạ Du thì lại tố giác anh ta để nhận thưởng 20 lạng bạc, thật là đớn hèn. Cụ cả Khang thì còn bán bánh bao tẩm máu Hạ Du. Còn tên vật Nghĩa thì tước được cái áo của tù tù. Nhà ông Hoa thì bỏ hết tiền bạc để mua thuốc chữa bệnh lao, và thực ra đây là mua máu của Hạ Du. Còn cậu Năm Gù thì cho rằng Hạ Du là một thằng khốn nạn và điên. Như vậy, nhân vật quần chúng ở đây thể hiện là họ chẳng hiểu gì về cách mạng cả. Đấy, thậm chí họ còn vô cảm và tìm cách để hưởng lợi từ cái chết của người làm cách mạng nữa. Thậm chí họ còn khinh bỉ giễu cợt người làm cách mạng. Quả thật đây là một đám đông ngu muội, u mê. Tuy nhiên thì tác giả vẫn dành cho nhân vật Hạ Du một tình cảm tốt đẹp. Nó thể hiện qua hình ảnh cuối cùng, hình ảnh nghĩa địa và vòng hoa trên mộ Hạ Du. Đầu tiên là hình ảnh nghĩa địa. Hình ảnh nghĩa địa này được xây dựng rất cụ thể. Nghĩa địa của người chết chém bên phải, người chết nghèo chết chém bên trái, người chết nghèo thì ở bên phải. Đó là bối cảnh điển hình thê thảm tối tăm như địa ngục của nước Trung Hoa thời phong kiến.
nhưng đồng thời tác giả cũng xây dựng hình ảnh con đường mòn, phân cách giữa hai nghĩa địa là do con người tự vẽ ra. Vậy thì ở đây, tác giả đang phê phán những người dân Trung Hoa tự phân rẽ mình. Và nói điều này thì Lỗ Tấn hy vọng con đường mòn sẽ bị xóa đi để cho người cách mạng và quần chúng nhân dân đoàn kết chiến đấu vì một lợi ích chung. Hình ảnh vòng hoa trên mộ Hạ Du quả thật là hình ảnh đầy ý nghĩa. Hình ảnh ấy thể hiện sự khâm phục, thương tiếc, kính trọng của một số ít người dân Trung Hoa đối với người cách mạng Hạ Du. Họ hiểu và cảm phục tinh thần dũng cảm hy sinh vì nghĩa lớn của anh. Hơn thế nữa, vòng hoa trên mộ Hạ Du còn cho ta thấy một điều rằng những người như anh không thể chết vô nghĩa được. Và khi đã hy sinh thì có người hiểu và tiếp bước anh để đấu tranh đến cùng. Khi thấy được vòng hoa này, mẹ Hạ Du đã kinh ngạc trước mộ con mình. Nó như là một điệp khúc được đập đi đập lại. Và ta cứ lặp lại câu hỏi thế này là thế nào, mãi không dứt. Câu hỏi của bà chính là sự bế tắc, lạ lẫm của người mẹ khi không hiểu ý nghĩa cao đẹp của vòng hoa và việc làm của cậu con trai mình. Đặt câu hỏi ở phần cuối truyện, khi mọi sự đã gần như lắng xuống, Lỗ Tấn muốn người đọc suy ngẫm để hiểu ý nghĩa của cái chết kia. Đồng thời, nhà văn cũng muốn gửi gắm sự day dứt về mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng và cách mạng. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ nội dung của tác phẩm. Nhưng ta thấy là tác phẩm này còn gây ấn tượng về mặt nghệ thuật. Chúng ta tìm hiểu phần 5, thành công về mặt nghệ thuật. Thành công lớn của Lỗ Tấn ở đây là đã xây dựng được nhiều hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng như chiếc bánh bao tẩm máu người hay vòng hoa đặt trên mộ Hạ Du. Rõ ràng tác giả và quần chúng tương lai đã đặt hoa trên mộ Hạ Du để nói lên cái chết ấy xứng đáng được tưởng niệm bằng vòng hoa, bằng máu của liệt sĩ sẽ không bị lãng quên. Đồng thời ở đây tác giả còn xây dựng đứng lên một không gian và thời gian mang tính nghệ thuật. Tác giả đã xây dựng hai hình ảnh mùa thu và mùa xuân. Mùa thu là buổi chiều, là sự kết thúc và cũng là mùa người ta xử chém người. Còn mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, là mùa của hy vọng. Đồng thời hình ảnh con đường mòn cuối tác phẩm cũng là một hình ảnh gây ấn tượng. Nó tượng trưng cho sự ngăn cách, nhưng rồi thì ở đây bà Hoa Thuyên đã băng qua con đường mòn để an ủi mẹ Hạ Du. Họ đã vượt qua con đường mòn để đồng cảm và hiểu nhau. Tiếp theo, chúng ta thấy không gian trong truyện ngắn này cũng là một không gian có ý nghĩa. Một quán trà lặng lẽ trong đêm, ồn ào giữa ban ngày, một pháp trường nhốn nháo hỗn tạp, một nghĩa trang mênh mông lạnh lẽo. Đấy chính là không gian của xã hội Trung Quốc thời Trung Cổ. Như vậy, chúng ta thấy Thuốc là một truyện ngắn thể hiện sự già dặn và điêu luyện trong phong cách nghệ thuật của Lỗ Tấn. Từ đây chúng ta sang phần cuối cùng tổng kết. Ta thấy tác phẩm này thể hiện những vẻ đẹp riêng trong văn phong và con người của Lỗ Tấn. Qua đó ta thấy Lỗ Tấn là một trí thức yêu nước và là một nhà văn đã đạt những thành tựu lớn trong nền văn học Trung Quốc. Sáng tác của Lỗ Tấn mang tính chiến đấu cao. Ông muốn dùng văn học nghệ thuật để khơi dậy tinh thần đấu tranh của nhân dân chống lại phong kiến và đế quốc. Truyện ngắn Thuốc là một trong những tác phẩm tiêu biểu thể hiện đầy đủ ý thức đấu tranh đó của Lỗ Tấn. Như vậy bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn và chúc các thầy cô giáo cũng như các em học sinh sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức bổ ích.